Liên quan đến vụ sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, đến nay công an huyện Nhà Bè và các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ nhiều tình tiết về thủ đoạn, trong đó có trung tâm đăng kiểm 50 17D. Công an xác định Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1981, ngụ quận 1, lập công ty An Phát, rồi xin giấy phép lập trung tâm đăng kiểm 50-17D vào năm 2019, Vợ của Phong là Tào Huyền Thanh, sinh năm 1985, ngụ quận 1, được Phong đưa vào làm thủ quỹ. Quá trình này, Phong cho Hồ Hữu Tài, sinh năm 1971, ngụ huyện Nhà Bè vay tiền. Tuy nhiên sau đó Tài không có tiền trả nên Phong đưa Tài về làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-17D để hùng vốn góp cổ phần trả nợ dần. Tại đây, Tài đưa con rể là Đinh Thành Trung, sinh năm 1993, ngụ huyện Nhà Bè, làm nhân viên nhưng không có hợp đồng lao động. Tài khai với công an là có đi học, nhưng qua xác minh ở địa phương, Tài lại không có đi học và không biết chữ. Tài có thời gian làm công việc sang lắp mặt bằng ở địa phương. Từ năm 2021 đến nay, Tài và Phong có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên gồm Phan Hữu Minh, Nguyễn Trung Tính, Dương Minh Khánh cùng sinh năm 1995, Phạm Công Danh sinh năm 1974, Lê Tấn Thiện sinh năm 1996, bỏ qua các lỗi vi phạm như thắng, đèn, để nhận tiền hối lộ kéo doanh thu về cho công ty. Khi xe vào đăng kiểm có lỗi, các đăng kiểm viên sẽ báo cho Trung. Sau đó Trung trực tiếp gặp chủ xe để nói chuyện hồng bỏ qua các lỗi vi phạm và nhận tiền. Trong ngày 19 tháng 12, khi công an ập vào bắt giữ, Trung khai là đã nhận 19,7 triệu đồng từ các chủ xe tới đăng kiểm có lỗi. Số tiền này Trung đưa cho Thanh, vợ của Phong, sau đó Thanh lấy một nửa và đưa lại cho Trung, giao cho Trần Thanh Vinh, sinh năm 1972, ngụ quận Bình Thạnh, là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 5017D. Qua điều tra, Vinh là người chỉ đạo cho phép đăng kiểm viên bỏ qua các lỗi vi phạm cho các phương tiện để nhận tiền, chấm đạt và ký giấy xác nhận đăng kiểm. Khi nhận được tiền, Vinh chia cho Trung từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng một ngày, số tiền còn lại Vinh chia đều cho Minh, tính Khánh, Danh, Thiện. Công an đã khởi tố Phong, Tài và 8 bị can khác về tội nhận hối lộ, môi giới nhận hối lộ. Riêng với vợ của Phong là Thanh được cho tại ngoại chờ điều tra xử lý theo quy định. Liên quan vụ án này, lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra kiểm tra. Trường hợp nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định.